gửi lời chào đến khán giả chung chung với em. Xin chào tất cả các bạn khán giả, và mình là Đỗ Phú Quý, và hiện tại Quý đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV Để Quá Khứ Ngủ Yên của chính mình. Hiện tại Quý đang rất là hạnh phúc cũng như là khá là lo lắng, tại vì là đây một buổi họp báo đầu tiên, và Quý hy vọng rằng khi mà MV ra mắt thì tất cả mọi người sẽ thật sự là ủng hộ. Dạ, thì anh chia sẻ một chút về cái ca khúc lần này cũng như là cái nội dung của MV lần này không? Ca khúc lần này là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, và Quý yêu thích nhạc của anh Duy từ rất là lâu rồi, và nhờ chương trình Gương Mặt Thân Quen 2018, sau khi mình tham gia thì mình mới có cơ hội được hợp tác cùng với anh Duy trong một cái sản phẩm rất là hay như thế này. Và Quý đã tung bản audio trước và cũng rất là vui khi mà phản hồi của tất cả các bạn khán giả thật sự rất là tích cực. Đó là một cái động lực để Quý tung ngay một cái bản MV như thế này. Và câu chuyện trong MV đó chính là một câu chuyện rất là buồn, bám sát vào cái nội dung bài hát, đó chính là bị phản bội trong tình yêu. Và Quý sẽ không bật mí nhiều, hy vọng là mọi người xem trọn MV, mọi người sẽ cảm nhận được cái câu chuyện này. Và Quý tin chắc rằng câu chuyện này sẽ nhận được cái sự đồng cảm. Dạ, thì vừa qua thì Quý có tham gia một cái cuộc thi, đó chính là Gương Mặt Thân Quen. Thì cái sự thể hiện cũng như là cái phong độ của Quý qua các cuộc thi, qua các vòng thi á, thì khán giả dành cho nhiều cái sự hy vọng là Quý sẽ trở thành quán quân. Tuy nhiên thì mình chỉ về ở vị trí áo quân thôi. Thì trước cái kết quả như thế này thì Quý có những cảm nghĩ gì, và thật là có cảm thấy là phục cái kết quả này đối với cái công sức mình đã bỏ ra hay không? Thật sự mà nói, đến với Gương Mặt Thân Quen là một cái giấc mơ rất là lớn. Và lúc đầu khi mà mình tham gia, đứng trước những bạn cùng thi là những anh chị em đồng nghiệp mà mọi người đã có quá nhiều kinh nghiệm, và mình cảm thấy là mình không biết có vào được top 4 hay không. Nhưng mà nhờ cái sự cố gắng và nỗ lực không ngừng thì Quý đã vào được top 4 và còn được là vị trí á quân. Thì đó là một sự mà hạnh phúc vô cùng lớn. Và cái kết quả này và cái kết quả của chương trình Gương Mặt Thân Quen 2018 là Quý cảm thấy rất là xứng đáng. Và cái quan trọng hơn đó chính là Quý đã, cả một cái chặng đường của Quý đã tạo được những cái dấu ấn rất là mạnh mẽ dành cho tất cả các bạn khán giả của chương trình qua những cái tiết mục mà mình thể hiện. Thì đó là cái thành công nhất, và Quý nghĩ là mình có thể tự hào là mình sẽ làm quán quân của một số lượng khán giả của riêng mình. Thì đó là một cái điều hạnh phúc lớn lắm rồi. Thì được biết là Quý đã từng tham gia những cuộc thi ở ngày xưa khi mà còn ngồi ở cái nhà trường, chung giai đoạn với lại Thiều Bảo Trang và Bảo Anh. Thiều Bảo Trâm xin lỗi. Thì trong cái giai đoạn đó cho tới bây giờ thì những người bạn cùng thi với mình thì cái tên tuổi của họ dường như đã đi trước Quý. Thì bạn có cảm thấy là hơi tiếc nuối không, và bạn đã có những cái dự định gì để mình có thể bứt phá và đến gần với khán giả hơn ở cái giai đoạn này? Tham gia những cái cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên và chung lứa với lại một số bạn đồng nghiệp hiện tại, và mọi người đã có những thành công trước, thì Quý thấy đó là một cái điều mình đáng học hỏi, và không có cái gì mà mình cảm thấy ganh tị hay là cảm thấy buồn lòng cả. Nói chung buồn thì cũng có buồn, nhưng đó là những cái mà buộc lòng mình phải thật sự là cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì là cái bước đường đi của Quý có lẽ là hơi khó khăn hơn tất cả các bạn, và những cái bước đi của Quý có lẽ chậm hơn, nhưng Quý tin chắc rằng những cái giai đoạn sắp tới, những cái bước chân của Quý thật sự là mạnh hơn. Và đây là một cái minh chứng khi mà MV Để Quá Khứ Ngủ Yên, Quý đã đầu tư rất là chỉnh chu, và ngay sau Gương Mặt Thân Quen, lượng khán giả mà biết đến Quý và yêu thương Quý cũng gia tăng đáng kể. Cho nên là Quý nghĩ đây là một cái thời cơ đúng, một cái thời điểm đúng để mà mình có thể đầu tư cho công việc của mình thật sự là đúng đắn hơn. Em xin hỏi gì? Vậy thì trường âm nhạc khác của sản phẩm hiện nay, bạn tính cái điều gì đặc biệt ở bạn mà để bạn có được một chỗ đứng trong làng giải trí, cũng như là có được một cái sự thu hút đối với khán giả của mình? Với một cái thị trường âm nhạc rất là sôi động và đầy sự đổi mới như thế này, thì Quý luôn luôn bước đi những bước đi mà mình nắm chắc là sẽ tạo được những cái dấu ấn riêng, và đòi hỏi những cái sự trong thị trường âm nhạc thì sẽ có theo Quý thấy sẽ có những dạng ca sĩ là luôn luôn tập trung vào một cái phong cách nhất định, và có những ca sĩ luôn luôn thay đổi phong cách và hình ảnh của mình, và Quý sẽ là một trong số đó. Khi mà đi theo sự phát triển của âm nhạc, đi theo sự đòi hỏi thị hiếu của tất cả các bạn khán giả, thì Quý sẽ luôn thay đổi hình ảnh sao cho thật là thú vị, hiện đại và trẻ trung để đáp ứng được với nhu cầu của tất cả mọi người. Và con đường xây dựng cái tên Đỗ Phú Quý còn rất dài,
và đây là những cái bước đi mà Quý cho là đầu tiên của mình vào con đường chuyên nghiệp, thì Quý tin chắc rằng không lâu sau nữa mọi người sẽ nhớ mình rất là nhớ mình, và sẽ có nhiều sự ủng hộ rất là lớn. Hình ảnh mà Quý hướng đến gần nhất đó chính là một nam ca sĩ giải trí hiện đại, đổi mới và luôn luôn thú vị. Khi mà cái hình ảnh này, Quý nghĩ là khi mà nói ra thì mọi người sẽ cảm thấy một cái sự khá là mông lung và sẽ bị trùng lặp với tất cả mọi người. Nhưng Quý tin chắc rằng những cái hình ảnh đó, những cái phong cách đó sẽ thể hiện rất rõ qua những cái sản phẩm âm nhạc của Quý. Và hãy cho Quý thời gian và mọi người hãy chờ đợi, Quý sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự cố gắng của mình cũng như là những cái sự phát triển của mình. Em cảm ơn chị. Anh Quý gửi lời chúc đến khán giả vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 sắp tới, Quý xin được chúc tất cả các bạn khán giả nữ sẽ có ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ bên cạnh người thân và bên cạnh gia đình, người thân cũng như là người yêu của mình. Và Quý hy vọng rằng đặc biệt là các bạn khán giả nữ sẽ luôn luôn yêu mến Quý, bởi vì là Quý sẽ có những ca khúc mà thời gian tới sẽ dành riêng cho các bạn nữ.